clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. VinFast chính thức khai trương 3 cửa hàng đại lý đầu tiên tại thị trường Philippines. Philippines là thị trường Đông Nam Á thứ 3 VinFast có mặt trong 6 tháng đầu năm 2024 sau Indonesia và Thái Lan. Ngày 16 tháng 7, VinFast đã chính thức khai trương 3 cửa hàng là VinFast Asiana, VinFast EDSA và VinFast Alabang tại Philippines. Tọa lạc tại các vị trí đắc địa của thủ đô Manila, các đại lý của VinFast sẽ trưng bày các mẫu ô tô điện VF5, VF7, VF9. Trong đó, mẫu SUV điện VF5 đã chính thức được mở bán. Khách hàng Philippines có thể trải nghiệm và đặt mua xe ngay tại các cửa hàng đại lý VinFast và qua website từ hôm nay. Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, Tổng Giám đốc VinFast Philippines chia sẻ, sự kiện khai trương đồng loạt 3 cửa hàng đại lý đầu tiên của VinFast tại Philippines đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình chinh phục thị trường xe điện đầy tiềm năng tại đây. Sự quan tâm và ủng hộ dành cho VinFast trong thời gian qua đã khẳng định sức hút thương hiệu và tiềm năng của chúng tôi ở thị trường Philippines. Ông Alan Ox, Tổng Giám đốc công ty Kewan Prestai Pai Mosto Inc, chủ sở hữu cửa hàng đại lý VinFast Asiana chia sẻ, là đối tác chiến lược của VinFast, chúng tôi vô cùng ấn tượng với tốc độ mở rộng toàn cầu và tiềm năng to lớn của thương hiệu VinFast tại thị trường Philippines. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành ô tô và mạng lưới cửa hàng rộng khắp, chúng tôi tự tin trở thành người đồng hành tin cậy cùng VinFast khai phá và phát triển mạnh mẽ ở thị trường đầy tiềm năng này. Tại Philippines, VinFast sẽ áp dụng chính sách hậu mãi hàng đầu thị trường, bao gồm bảo hành 7-10 năm cho các mẫu xe cùng chính sách bảo dưỡng và thay thế pin miễn phí nếu dung lượng pin tối đa giảm xuống dưới 70%, áp dụng cho hình thức thuê pin, đem đến trải nghiệm an tâm cho khách hàng trong suốt thời gian sở hữu sản phẩm. VinFast dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng đại lý tại các trung tâm, thành phố lớn ở Philippines vào năm 2024. Việc phát triển mạng lưới nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu, nhanh chóng khai phá tiềm năng thị trường và đáp ứng nhu cầu giao thông điện hóa ngày càng tăng cao tại quốc gia này. Philippines là thị trường Đông Nam Á thứ 3 VinFast có mặt trong 6 tháng đầu năm 2024 sau Indonesia và Thái Lan. Hồi tháng 1 năm 2024, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup kiêm nhà sáng lập VinFast đã gặp gỡ, trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.